Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021. Xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, cái vấn nạn mà thù ghét người châu Á ở Mỹ xảy ra vẫn còn tiếp diễn quý vị. Thì có một người đàn ông gốc Việt bị đánh chết tàn nhẫn tại Indiana. Theo thông báo của Sở Cảnh sát tại thành phố Fort Wayne, tiểu bang Indiana, loan tin đêm thứ Hai rằng có một người đàn ông gốc Việt đã bị ba nghi can đánh rất là tàn nhẫn đến chết sau khi cảnh sát đã bắt được hết ba tên nghi can này. Vào buổi trưa cùng ngày thì họ thông báo là họ đã có một cái tên thanh niên đã ra đầu thú và hai tên còn lại thì đang bị truy nã. Nhưng mà sau đó thì cảnh sát đã bắt được hết ba tên. Cảnh sát khẳng định cái chết của người đàn ông trung niên gốc Á Châu là một án mạng chứ không phải là một tai nạn. Thì cùng ngày, cơ quan khám nghiệm tử thi ở hạt Island cho biết là nạn nhân là ông Sen Văn Nguyễn, 55 tuổi, sống ở Parkway. Và cơ quan pháp y nói rằng là ông Văn Nguyễn đã bị chết vì đánh đập bằng một cái vật cứng vào đầu. Ông là người thứ 12 bị thiệt mạng vì bị sát hại tại Allen County từ đầu năm nay cho đến bây giờ, thưa quý vị. Nhà chức trách cho biết là Sở Cảnh sát đã từng thông báo bằng phương tiện báo động bạc là Silver Alert trên toàn tiểu bang vào ngày thứ Bảy về việc ông Sean Văn Nguyễn đã mất tích từ lúc 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Đến sáng ngày Chủ nhật thì đã tìm thấy xác của ông Sean Văn Nguyễn trong một chiếc xe bị tai nạn ở khu phố 1500 đường Forest Park Boulevard gần đường Anthony and Lake Avenue. Cảnh sát nói rằng chiếc xe bị tai nạn đã phù hợp với chiếc xe từng bị cảnh sát rượt bắt một thời gian ngắn trước đó. Cảnh sát đã phải bỏ cuộc rượt đuổi vì xe đã phóng tốc độ quá nhanh và rất nguy hiểm cho người rượt bắt. Và khi đó thì chiếc xe đã chạy thoát. Đến khi mà tìm thấy chiếc xe thì họ khám phá ra ông Sam Văn Nguyễn đã bị đánh chết ở bên trong. Và sau đó thì các thám tử đã xác nhận và nhận diện được ba nghi can. Cái vụ rượt đuổi bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng giờ ngày Chủ nhật đó quý vị. Khi một cảnh sát viên nhận thấy có dấu hiệu đáng nghi ngờ về một chiếc xe đang di chuyển trong thành phố Lake và Coliseum. Cảnh sát đã chớp đèn báo để mà ngăn chặn cái cảnh sát, coi như cảnh sát hú đèn đó quý vị, quay đèn. Thì tài xế này tăng tốc độ, không có dừng lại mà tăng tốc độ. Thì đưa đến việc mà cảnh sát phải bỏ cuộc vì chiếc xe này chạy rất là bạt mạng và thiếu an toàn. Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được ai là người cầm tay lái chiếc xe này. Họ chỉ thấy ít nhất là hai người thanh niên đã bỏ chạy khỏi cái chiếc xe. Và sau đó thì cảnh sát đến và thấy ông Shane nằm chết ở trong đó. Nghi can đầu tiên thú nhận là Cody Clemens, 20 tuổi. Hai nghi can còn lại sau khi truy nã và bắt được đó là Matthew J. Kramer, 21 tuổi và Jacob D. Cameron Hamilton, 20 tuổi. Và được biết là cảnh sát bắt được những cái nghi can này là nhờ những người dân xung quanh, và những nhà chức trách đã cảm ơn những người dân đã cung cấp tin tức cho họ để bắt được hai nghi can còn lại vào khoảng 7 giờ chiều ngày thứ Hai. Đây là ba người thanh niên da trắng và cảnh sát cũng đang điều tra vì sao lại đánh đập ông này một cách rất là dã man. Và ông cảnh sát trưởng cũng nói là vụ sát hại này quá tàn bạo và rất dã man, không phải là ngày nào chúng tôi cũng thấy một vụ sát nhân như vậy. Cảnh sát cũng nói là đang còn điều tra và trong lúc này họ chưa thể công bố các cáo trạng đối với ba nghi can này. Chắc chắn là phải can vào cái tội là giết người cấp độ 1, là cố ý giết người rồi đó quý vị. Thưa quý vị, đảng Dân Chủ đang mất dần lợi thế trong Hạ viện vì xu hướng di cư của người Mỹ. Truyền thông mới đây trích dẫn số liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy 13 tiểu bang của nước Mỹ sẽ ghi nhận sự thay đổi về số ghế tại Hạ viện. Cụ thể là 5 tiểu bang ở phía Nam và Tây đất nước sẽ được tăng thêm một ghế nghị sĩ tại Hạ viện là Colorado, Florida, North Carolina, Oregon và Montana. Riêng tiểu bang Texas sẽ được thăng thêm tới 2 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, 7 tiểu bang bao gồm California, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, Michigan và West Virginia sẽ mất đi một ghế tại Hạ viện. Đây có lẽ là một thông tin không mấy vui đối với đảng Dân Chủ, bởi vì hầu hết những cái tiểu bang mà bị mất
cái ghế này đều là thuộc đảng Dân Chủ, và cái việc mất ghế nghị sĩ này sẽ thay đổi một cách rất là đáng kể cục diện tại Hạ viện giữa hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong thời gian sắp tới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 170 năm qua tiểu bang California bị mất ghế tại Hạ viện vì mức độ gia tăng dân số chậm hơn so với những nơi khác. Thì theo The Hill, các nhà chuyên gia phân tích đã lý giải nguyên nhân của tình trạng này là phần lớn những người dân Mỹ có xu hướng là di cư khỏi tiểu bang California, chuyển đến sống tại các tiểu bang ở phía Nam và các tiểu bang ở phía Tây nước Mỹ. Bên cạnh đó thì cái tỷ lệ sinh con thấp cũng là một cái lý do khiến tốc độ gia tăng dân số của California bị tụt hậu, thưa quý vị. Mà nó chỉ là một phần nhỏ thôi, mà phần lớn người ta nói là bởi vì cái tiểu bang California là thuộc về Dân Chủ, và trong cái thời gian gần đây thì những cái người dân sống ở California họ lại thích theo bên phía của đảng Cộng Hòa hơn, bởi vì có những cái vấn đề mà càng ngày họ lại càng thấy không có đồng ý với cái việc làm của bên phía đảng Dân Chủ, quá nhiều vấn đề và họ không có thể nói lên cái tiếng nói của mình. Giống như quý vị biết, bây giờ mình ở California mà mình có đi bầu thì cuối cùng kết quả nó cũng thuộc về bên phía đảng Dân Chủ, là bởi vì cái phiếu đại cử tri quá lớn đi. Chúng ta không đồng ý thì chúng ta cũng không có làm gì được hết, cho nên là họ quyết định họ đi qua những cái tiểu bang của đảng Cộng Hòa, nhiều nhất đó là Florida và Texas, bởi vì hai cái nơi đó thì cái nhiệt độ nó cũng gần giống như ở California. Texas thì nó hơi khắc nghiệt hơn một chút, nhưng mà nó lợi thế là nhà cửa rất là rẻ. Và ở Florida thì có nhiều trái cây và nhiệt độ thì rất là ấm áp. Và gần những cái vùng biển rất là đẹp, thì người ta nói tại sao mình không đi qua những cái nơi đó, nó sống vừa cảm thấy thoải mái và cái chính quyền nó hợp với lại cái ý thích của mình. Thưa quý vị, vừa qua quý vị cũng nghe cái tin là ở Elizabeth, North Carolina, có một người đàn ông da đen thì đã thiệt mạng sau khi cảnh sát đã bắn 5 phát vào cái người này trong lúc mà bắt giữ. Thì luật sư của gia đình này nói là ông Andrew Brown, 42 tuổi, trong lúc mà cảnh sát bắt giữ thì ông này không có phản kháng lại. Tại sao mà cảnh sát lại bắn 5 phát vào người ông? Và cái người chuyên gia giảo nghiệm tử thi là ông Brent Hall, mà gia đình ông Brown thuê riêng, thì nhận thấy là ông này bị bắn đến 5 phát, gồm 4 phát trúng vào tay phải và 1 phát trúng phía sau đầu. Đây cũng là vết thương chí mạng mà để cho ông Brown qua đời, thưa quý vị. Thì luật sư của gia đình này nói trong một cái buổi họp vào ngày hôm qua, ngày thứ ba, và họ nhất định họ nói là ông Brown không hề có cái sự chống cự gì đối với cảnh sát, và ông Brown đã để hai cái tay mình phía trên cái tay lái khi ông bị bắn chết vào hôm thứ tư tuần trước, trong lúc mà ngồi trên chiếc xe ở trước nhà của gia đình, thì gia đình nói như vậy. Và ngày hôm qua FBI đã bắt đầu điều tra về quyền công dân trong cái chết của ông Brown. Ông Tommy Wooten là cảnh sát trưởng quận hạt và ông Daniel Falk là phó cảnh sát trưởng đã ra tuyên bố bằng video nói rằng cái chết ông Brown rất là bi thảm và đã gửi lời cầu nguyện cho gia đình của ông. Và ông Brown bị cảnh sát bắn trong lúc họ bắt ông ta với cáo buộc mua ma túy đại hình. Những cảnh sát viên liên quan đã được tạm cho nghỉ phép, ông Wooten cho hay trong một thông báo. Ông Brown có hồ sơ chống cự khi bị bắt. Ông cảnh sát trưởng nói, theo cách huấn luyện và chính sách của chúng tôi, tình huống như vậy là rất nguy hiểm. Thì về phía cảnh sát thì cảnh sát nói là cái ông này đó là có hành vi chống cự cảnh sát, mà cảnh sát yêu cầu theo coi như là hợp tác mà ông không hợp tác thì cảnh sát đã bắn cái anh này. Và gia đình thì nói ngược lại, quý vị. Thì mình xem coi họ sẽ điều tra như thế nào. Và mình hy vọng là cảnh sát sẽ đưa ra cái body camera của những người cảnh sát có mặt ở đó để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về trong cái vụ án này là như thế nào hả quý vị ha. Thưa quý vị, tin của Afghanistan thì nhân viên đại sứ quán của Mỹ đã rời khỏi nước này do bạo lực gia tăng. Các nhân viên được ra lệnh là rời khỏi thủ đô Kabul trong bối cảnh các báo cáo về bạo lực gia tăng và các mối đe dọa gần đây.
Bộ Ngoại giao Mỹ không thông báo cho biết là có bao nhiêu nhân viên sứ quán Mỹ phải rời đi. Sự việc này xảy ra vào ngày 27 tháng 4 là ngày hôm qua, thưa quý vị. Mức độ cảnh báo đi lại tới Afghanistan lên mức cao nhất do lo ngại về COVID-19, cộng với khủng bố, bạo loạn dân sự, bắt cóc và xung đột vũ trang. Vào đầu tháng thì chúng ta cũng biết là ông Joe Biden đã đưa ra cái quyết định là sẽ rút khỏi toàn bộ binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan vào ngày 11 tháng 9, dịp kỷ niệm 20 năm cuộc tấn công khủng bố do Al-Qaeda thực hiện ở Mỹ vào cái tòa nhà ở New York, thưa quý vị. Cũng nguyên nhân đó mà Mỹ phát động cái cuộc chiến tại Afghanistan. Mỹ hiện nay có khoảng 2.500 binh sĩ cùng với 7.000 binh sĩ liên quân đang đồn trú tại Afghanistan, và số quân Mỹ tại Afghanistan đông nhất lên tới 100.000 người vào năm 2011, thưa quý vị. Và cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến 2.448 quân nhân Mỹ thiệt mạng và gây thiệt hại cho Mỹ rất là nhiều về mặt kinh tế, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong vấn đề di dân thì Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản tài trợ là 310 triệu Mỹ Kim cho Trung Mỹ. Vào ngày thứ Hai 26 tháng 4, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiết lộ khoản viện trợ bổ sung 310 triệu đô la cho Trung Mỹ sau cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng thống Guatemala Alejandro Yamate, khi hai quốc gia đồng ý làm việc cùng nhau để kiểm soát di dân. Tổng thống Joe Biden đã giao cho bà Harris công việc dẫn dắt các nỗ lực của Hoa Kỳ cùng với Mexico và các quốc gia tam giác Bắc Trung Mỹ, bao gồm Honduras, El Salvador và Guatemala, nhằm ngăn chặn ngày càng nhiều người di dân vượt biên vào Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, văn phòng của bà cho biết số tiền sẽ đến từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp. Ví dụ khoản viện trợ nhân đạo này bao gồm 125 triệu Mỹ Kim để đối phó với hạn hán lặp đi lặp lại, tình trạng thiếu lương thực và đại dịch COVID-19, cùng với 104 triệu Mỹ Kim từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để giúp đảm bảo an toàn và bảo vệ người tị nạn và những người tầm trú. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ cung cấp 26 triệu Mỹ Kim để tăng cường các hoạt động hợp tác trong khu vực nhằm vào các dịch vụ y tế, giáo dục và cứu trợ thảm họa. Theo chương trình Lương thực Thế giới, số lượng người phải đối mặt với nạn đói năm nay ở Guatemala, Honduras, El Salvador đã tăng lên 7,8 triệu người do những cơn bão liên tục ập đến và tác động kinh tế của đại dịch năm 2020. Sau cuộc họp giữa bà Harris và Tổng thống Giammattei, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Guatemala là Pedro Brolo đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Guatemala và Hoa Kỳ đã đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm bảo vệ biên giới chung mới, bao gồm một số ít viên chức từ Bộ Nội an DHS. Ông cho biết có khoảng 16 viên chức DHS ban đầu sẽ đến Guatemala để đào tạo các viên chức địa phương trong việc tăng cường cơ sở hạ tầng biên giới. Ngày hôm trước thì mình nghe là cái bà phó tổng thống bà nói là sẽ coi như chữa từng tận gốc tận ngọn, có nghĩa là bà đem tiền qua bên Guatemala để mà bà lo cho cái đời sống của người dân bên bển, để cho người dân người ta coi như là đầy đủ rồi, người ta không cần phải tính cái đường đi vượt biên qua bên Mỹ nữa. Mình thấy cái này giống như là không có đưa cho người ta cái tầng cần câu mà đưa cho người ta con cá, tức là người ta hết cá phải đưa cái cá tiếp. Đó. Khi nào mà người ta không còn cá nữa thì người ta cứ đòi mình hoài. Có nghĩa là người dân Mỹ sẽ phải nuôi những cái người dân này suốt đời. Suốt đời. Đem tiền dân qua mà tại sao phải đi làm chi? Dân qua rồi ăn xong rồi hết rồi đi tiếp. Mỹ sợ quá lại dân tiền cứ làm như vậy hoài. Làm sao mà gọi là diệt tận gốc được, quý vị? Chưa nói là cái quốc gia này là một cái quốc gia gọi là tham nhũng rất là cao, quý vị. Tại vì cái tiền đó đưa đến một cái chính quyền của họ thì có... Mình có tin bao nhiêu là đến cho người dân? Bao nhiêu là đến người dân để người dân có đủ cơm no áo ấm đây. Để mình chờ xem coi những cái đất nước đó họ bỏ ra bao nhiêu tiền để mà họ lo cho người dân của họ. Thì giống như vậy nè, mình có cái nhà phải không, xung quanh là chuột, xung quanh xong cái nhà mình có đồ ăn, chứ mình đem đồ ăn đây mình rải xung quanh như vậy nè, cái nó ăn cho đã, nó ăn hết rồi
Nó kiếm đâu giờ, nó chạy vô nhà mới mình. Mới đầu là nó chui vô nhà mình nó ăn. Thì đó. Nó ăn cái xong rồi mình lấy đồ ăn mình rải ra ngoài. Rải xung quanh. Cái cho nó ăn, nó không chui nó vô không nhà chui mình nữa. Rồi nó ăn hết đã, cái nên nó chui vô nhà mình ăn tiếp. Cái mình sợ quá, cái mình phải rải ra, cái nó cho nó ăn. Ăn xong cái hết, cái nó chui vô nhà mình tiếp. Rồi. Nó ăn xong nó đẻ nó chứ. Nó ăn xong nó đẻ, nó sinh sôi nảy nở ra. Mình cứ nghĩ đơn giản là ở nhà mình thôi. Rồi. Cái này là một cái thế giới, một cái những cái nước quốc gia với nhau. Vậy mà thế nào mà gọi là tận gốc? Mình khó nói quá. Mình chưa thấy, thật sự mình chưa thấy bà phó tổng thống này bà làm được điều gì. Chưa thấy một cái điều gì luôn á. Thưa quý vị, ngoài Ấn Độ thì tình hình COVID ở châu Á cũng tăng rất là nhiều. Thì số ca mắc COVID-19 mới ở Campuchia tiếp tục tăng với con số rất là chóng mặt. Với 508 trường hợp được xác nhận, tất cả đều liên quan đến một sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2. Con số đó đã nâng tổng bệnh nhân của Campuchia lên là 11.063 ca. Bộ Y tế Thái Lan thì thông báo là 2.173 ca bệnh mới và 15 trường hợp tử vong, mức tăng kỷ lục mới trong làn sóng dịch bệnh thứ ba khiến quốc gia này phải phong tỏa thủ đô Bangkok và nhiều khu vực khác. Thái Lan thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội từ đầu tuần này để khống chế đợt dịch bùng lên từ vài tuần trước. Và quý vị có biết không, trong cái nhà tù của Thái Lan á, mà một cái ổ dịch COVID-19 lớn kinh khủng, sau khi mà 144 tù nhân mới và 2 sĩ quan được phát hiện mắc COVID-19, thì một cái bệnh viện dã chiến đã được thành lập tại cái nhà tù ở Chiang Mai của Thái Lan. Những cái ca bệnh mới này phát hiện ở cái khu nhà tù này bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 khi mà những tù nhân này bị cách ly để mà kiểm tra y tế. Hai vị cán bộ quản giáo cũng đã bị dương tính với cái virus này và được đưa đi điều trị. Khu 6 ở bên trong nhà tù được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến cho những cái tù nhân bị nhiễm bệnh. Trước đó thì khu vực này được sử dụng để tiếp nhận các tù nhân mới trước khi mà họ chuyển đến nơi khác đó quý vị. Cái nhà tù này giam giữ 6.404 tù nhân. Và có 144 người bị nhiễm bệnh, chiếm 2,5% tổng số tù nhân trong nhà tù. Wow. Rất là nguy hiểm là bởi vì quý vị biết trong tù đâu có đâu những có cái cách sự ly mà cách ly đâu. Rất là dễ lây lan nhau và Thái Lan cũng rất là lo sợ cái vấn đề này. Và chính quyền của Philippines cũng đang xây dựng một kế hoạch dự trữ đồ ăn cho cộng đồng để có thể hỗ trợ những người dân bị đói trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Và hiện nay thì ca bệnh ở bên Philippines cũng tăng rất là nhanh chóng, đến nay đã hơn 1 triệu người mắc bệnh rồi quý vị. Ở Lào thì hôm qua thôi đã ghi nhận thêm 75 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số lên 511 ca bệnh. Ngay tại thủ đô Vientiane đã có 59 trường hợp, mà còn lại là những cái vùng xung quanh. Và Nhật Bản cũng đã mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại thủ đô Tokyo để có thể đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trước khi Olympic. Olympic chỉ còn có 87 ngày nữa là sẽ đến. Và Nhật Bản cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở các tỉnh thành đông dân cư từ cuối tuần qua, trong khi nước này đang nỗ lực khống chế làn sóng dịch bệnh lần thứ 4, thưa quý vị. Mỗi ngày thì có hơn 30.000 ca COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nên Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5. Và người dân chưa được di chuyển giữa các thành phố với nhau nếu mà chứng minh được chuyến đi là bắt buộc. Và phương tiện giao thông công cộng thì chỉ hoạt động chỉ có 50% thôi. Trong cái tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ gia tăng một cách kinh khủng, mỗi ngày là 320.000 người, có hôm lên đến 350.000 người bệnh COVID-19, thì Ấn Độ vẫn cho phép 600.000 người hành hương giữa cái sóng thần COVID-19 này. Và các nhà phê bình cho rằng là cái sự kiện này có thể dẫn đến một cái làn sóng đại dịch khác nữa xuất hiện. Ngay tại vùng Kashmir là nơi không có được bố trí đầy đủ về cơ sở y tế để mà có thể chống chọi được với cái căn bệnh, thì chính quyền địa phương đang lên kế hoạch dựng lều tạm thời và cơ sở vật chất cho 600.000 người Hindu trong cuộc hành hương Amarnath tổ chức hàng năm. Được biết là khu vực vẫn cho phép sự kiện diễn ra bất chấp đại dịch. Trong sự kiện hàng năm thì dòng người sẽ đi bộ lên đền thờ trên hang động Amarnath trên dãy Himalaya nằm ở độ cao 3.880 mét so với mực nước biển.
và chính quyền địa phương sẽ dựng hai trạm nghỉ chân có tên là Balto và Chandanwari cho 600.000 người hành hương. Từ trạm Balto thì người hành hương sẽ đi bộ quãng đường 14 cây số để tới Chandanwari và đi tiếp 32 cây số nữa để tới được đền thờ. Thì cái đoạn đường đi đó là để chứng minh cái lòng thành của người ta đối với những cái vị thần thánh của bên Ấn Độ, thưa quý vị. Thì mình cũng được biết là bên Ấn Độ là người ta tôn sùng cái đạo của người ta lắm, nên cái thần thánh là cái người đi đầu đi trước. Mặc dù là bệnh dịch gì người ta không cần biết, người ta nghĩ là thần thánh là một cái gì đó rất là thiêng liêng, không thể nào mà bỏ qua được. Và biết đâu người ta nghĩ là cái khi mà người ta đi như vậy sẽ có một cái sự cầu nguyện và cho cái căn bệnh này nó không còn nữa, những cái lời cầu nguyện người ta nó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà cái những nhà mà phê bình họ nói là cái sự kiện này sẽ gây ra một cái tốc độ lây nhiễm, siêu lây nhiễm, góp phần cho một cái thảm kịch mới nữa ở Ấn Độ. Những cái nhà mà dự đoán và những cái nhà người ta đã xem cái việc mà Ấn Độ mà bệnh nó tăng kinh khủng thì người ta nói là trong vòng 2 tuần lễ là nó sẽ kinh khủng nhất luôn. Rồi mình không mong điều đó xảy ra, mình mong là cái dự đoán người ta làm là người ta nói đến cái vấn đề xấu nhất thôi. Nhưng mà mình không mong chuyện này xảy ra. Mình thấy đối với hiện tại bây giờ thì Ấn Độ đã quá là kinh khủng rồi, đúng không quý vị? Một ngày mà 300 mấy chục ngàn ca lây nhiễm, trời ơi kinh khủng quá. Mình chỉ mong mỗi ngày nó sẽ giảm xuống, mà người ta nói là sẽ còn tăng nữa. Mình coi mấy cái news mình thấy người bệnh liên tục mà bác sĩ, y tá rồi những cái gì đó, họ không đủ để mà lo cho cái người bệnh. Mà mỗi người đó họ phải ôm một cái bình giống như bình dưỡng khí của Việt Nam mình hồi xưa vậy đó. Cái bình giống như bình khí đá vậy, bự vậy nè, cao vậy nè. Và họ làm cái đó là cái máy thở, cái oxy cho người ta. Mỗi người ôm bình vậy đó, rồi họ tự ở nhà người ta đem oxy đến cho bệnh viện nữa. Mới ngày hôm qua thôi là thấp nhất trong vòng 6 ngày vừa qua đó là ca bệnh là 323.144 ca bệnh. Đó là thấp nhất trong vòng 6 ngày qua. Và tổng số người bệnh ở Ấn Độ đã lên đến 17.636.397 ca và thêm 2.771 ca tử vong. Tổng cộng những cái ca tử vong bên Ấn Độ là 197.894 người đã qua đời. Thì cũng như mấy ngày vừa qua Lộc Loan có thông báo là những cái lò mà thiêu xác những cái người đã qua đời đó không đủ công suất để mà họ thiêu. Họ phải chất đóng ở ngoài rồi và họ thiêu tập thể, chứ không phải là thiêu trong nhà nữa. Mà như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của những người sống lân cận. Họ nói là họ sống mà cái không khí là lúc nào cũng nghe cái mùi khét và mùi đốt người rồi tro bụi bay, không khí nó thành một cái màu xám xịt. Rất là đáng sợ ha. Đúng là đáng sợ. Thưa quý vị, tin Hồng Kông thì có những người Hồng Kông đã ồ ạt bán nhà để mà di cư sang Anh Quốc. Thì những cái người Hồng Kông đó, họ bán hàng chục ngàn căn nhà trị giá lên tới 19,3 tỷ đô la trong năm nay để mà di cư sang Anh. Có khoảng 16.300 hộ gia đình của Hồng Kông sẽ di cư sang Anh thông qua hộ chiếu hải ngoại của Anh là BNO vào năm 2021. Con số này chiếm 0,9 cho đến 1,1% người sở hữu nhà. Theo ước tính của Bloomberg, nếu tất cả những người này bán bất động sản để mà đi di cư thì tổng giá trị tối đa được tạo ra là khoảng 150 tỷ đô Hồng Kông, tương đương với 19,3 tỷ đô la Mỹ. Hãng thông tin bất động sản lớn nhất của Hồng Kông cho biết là cái lượng nhà bán ra đó, rao bán trên của công ty đó đã tăng 44% so với năm trước và có hơn 40.000 căn nhà được bán ra. Và song song đó thì những cái người ở bên Hồng Kông họ đang tìm cách để mà mua nhà ở tại Anh. Đại lý bất động sản Hamptons International thông tin là lượng nhà được người Hồng Kông mua tại các khu vực đắt đỏ nhất của London đã tăng gấp 4 lần trong năm 2020, chiếm 8% số nhà xa xỉ được mua trong năm ngoái. Có nghĩa là những cái người mà có tiền ở Hồng Kông bây giờ là họ muốn di dân qua bên Anh để mà họ sống. Hồi trước giờ đất Hồng Kông đang quá sung sướng thoải mái và Trung Quốc nó nói là mặc dù trả nó về cho nó nhưng mà Hồng Kông giống như là một cái nước tự trị, tất cả mọi thứ đều riêng biệt hết. Và bây giờ nó cũng muốn thao túng, nó muốn nắm Hồng Kông trở lại giống như là Quảng Châu hay là Bắc Kinh.
thì người dân Hồng Kông họ đâu có đồng ý thì vấn họ đề bất đó. mãn, họ sống hồi xưa giờ vậy rồi bất mãn, họ họ ra đi thôi. Bây giờ có điều kiện thì nên đi sớm, chứ mà cứ còn cứ chần chừ ở rồi mai mốt càng ngày nó sẽ càng xiết càng xiết, lúc đó là muốn đi nữa là sẽ không có đi được nữa. Có những người người ta muốn, nhưng người ta cũng kháng cự lại, người ta giống như đứng ra để mà chống cự lại, thì chỉ là một cái phần rất là nhỏ so với một cái đất nước rất là lớn, chỉ là một con kiến thôi. Mình thấy nó cũng hơi 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 khó khăn cho những người dân Hồng Kông ha. Thưa quý vị, tin Việt Nam thì được giới báo chí loan tin là vì quá nghèo khổ, khó khăn và chồng nợ chồng chất đó, nên có 3 người phụ nữ có bầu quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã quyết định vượt biên sang Trung Quốc để mà bán con. Ba người thai phụ này là một người 33 tuổi, thì cái cô này cổ đã có một người con rồi, và khi mà cổ mang thai đứa con thứ hai thì chồng của cổ bị bệnh và qua đời thưa quý vị. Vì quá nghèo khổ cho nên cái cô này cô quyết định là cái bào thai đã 9 tháng rồi, cổ nghĩ là cô không có thể nào nuôi con được và cổ đã vượt biên qua Trung Quốc để sinh con và bán lại. Hai người phụ nữ còn lại là một người mới có 18 tuổi và một người 26 tuổi. Do có thai trước khi kết hôn và trong cái việc tình cảm không có suôn sẻ cho nên họ cũng đã quyết định qua Trung Quốc và bán con của mình mặc dù nó vẫn còn nằm trong bụng. Cả ba người này được môi giới là một người tên là Ven Thị Sơn và Lương Thị Săn, đều ở quê Kỳ Sơn nhưng đã lấy chồng và sinh sống ở bên Trung Quốc suốt nhiều năm và tìm cách giúp đỡ những cái người này qua để mà bán con. Thì vào đầu tháng 4, cả ba người này đã được cái người kia giúp và tập trung đến một chỗ chờ đến cái ngày họ sinh con ra để mà bán con của mình. Tuy nhiên sự việc của họ bất thành vì đã bị công an của bên phía Trung Quốc phát hiện và trục xuất về Việt Nam. Mình thấy có những cái trường hợp đúng là rất là đau lòng ha. Đây chỉ là một trong những cái trường hợp rất nhỏ thôi quý vị. Có rất là nhiều trường hợp khác họ cũng đã đi như vậy và họ cũng đã bán con của mình rất là nhiều lần. Nhiều người đã bán con của mình thì được biết là cái số tiền mà họ bán cho một đứa bé đó là từ 80 triệu cho đến 140 triệu đồng. Thấy buồn quá ha. Thấy cái tin này thấy buồn quá. Bây giờ người ta nghèo khổ quá làm sao mà thấy không, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đứa con đang còn trong bụng mình mà nỡ lúc nào đi không chịu nổi. Thì bên cạnh những cái chuyện mà đau lòng thì có những cái tin vui. Việt Nam đã tiếp nhận thêm gần 9 triệu liều vaccine COVID-19 và được biết là công ty COVAX sẽ cung cấp tổng cộng là 38,9 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, số lượng nhiều hơn dự kiến ban đầu. Thì con số mà 38,9 triệu liều thì đủ tiêm cho 20% dân số của Việt Nam quý vị. Ngoài ra đó thì Việt Nam cũng đặt mua thêm vaccine để cho người dân ở Việt Nam sử dụng. Và cho đến nay thì ngoài vaccine của COVAX cung cấp cho Việt Nam thì Việt Nam có nguồn 30 triệu liều vaccine do công ty VNVC đặt mua của AstraZeneca. Và hiện đã giao cho 117.600 liều. Đến nay thì Việt Nam đã tiêm chủng cho được 259.736 người. Đó là những lực lượng tuyến đầu chống dịch như nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, thưa quý vị. Và mình cũng mong là sắp tới Việt Nam sẽ mua được thêm nhiều thuốc nữa để mà phân phối rộng rãi hơn cho toàn bộ người dân của Việt Nam ha. AstraZeneca và một nhiều loại vaccine khác nữa, nhưng mà đừng có Trung Quốc trong đó. Chắc chắn thì cũng không có điều đó đâu, tại vì người dân Việt Nam mình cũng đã hiểu là vaccine Trung Quốc như thế nào rồi. Người dân mình thì ấy, nhưng mà mình chỉ sợ là do cái mối ban giao giữa hai nước mình cũng mới biết được, thì mình hy vọng là sẽ không có lấy vaccine của Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình những cái ca bệnh ở bên Việt Nam bởi vì cái lý do những cái nước lân cận nó đang tăng rất là cao như là Philippines, Campuchia và Ấn Độ thì cũng làm cho bên phía Việt Nam rất là lo lắng cái tình hình dịch bệnh sẽ tăng nhiều, bởi vì người ta đi lậu qua cái đường biên giới quá nhiều. Đó chính là những cái con đường mà gây lây nhiễm ở bên Việt Nam rất là cao trong thời điểm hiện nay. Và Việt Nam đã ra cái quyết định là phải đeo khẩu trang
khi mà đi ra những cái nơi công cộng, nếu như mà không đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt từ 1 cho đến 3 triệu đồng cho một người, thưa quý vị. Thì nơi công cộng là những chẳng hạn như vỉa hè hay là những công viên, đi tập thể dục này nọ đó, thì cũng là gọi là công cộng. Thì có nghĩa bước chân ra khỏi đường là công cộng rồi. Giống như có thời gian Mỹ là yêu cầu phải đeo khẩu trang như vậy đó. Thì cũng, nhưng mà cũng đã đỡ là Việt Nam đã có những vaccine tới Việt Nam rồi. Hiện tại bây giờ Việt Nam là một nước rất là may mắn đó chứ. Tại vaccine cũng đã có rất là nhiều. Trên thế giới biết bao nhiêu đất nước người ta cần vaccine mà không có. Mà Việt Nam là cũng là một cái đất nước được thế giới ngó tới là mình thấy cũng mừng. Việt Nam mà được 38 triệu liều rồi. Nếu mà cộng thêm đầy đủ 30 triệu liều kia nữa là đã được 68 triệu liều. Thì mà chích như vậy là chích cho được khoảng 30 mấy triệu người dân rồi. Vậy cũng là mình cũng khá là mừng. Nhưng mà sắp tới thì mình nghĩ là sẽ mua được thêm nhiều vaccine nữa để mà chích cho hết cho đầy đủ người dân. Thì lúc đó thì mọi người đỡ lo lắng ha. Ok, giờ kể chuyện vui nha quý vị ơi. Đến hẹn lại lên, đến hẹn lại lên. Rồi hôm nay Loan kể đi. Nãy nói cái chuyện mấy đứa bé trong bụng có bầu thấy buồn quá. Thì đã nói là cái chuyện gì nó qua là cho nó qua đi, bây giờ là cái thời giờ là cái chuyện vui. Buồn chảy nước mắt, tí tội nghiệp quá. Rồi bỏ lọc kể đi. kể trong tình trạng này sao khó kể. Té tội nghiệp, té thương quá. Kể mà mặt anh buồn được không? Ok rồi, kể đi, vui lại cười rồi nè. Ok, thì có một cái cặp vợ chồng lớn tuổi nọ mời bạn của mình qua nhà để ăn tối. Thì sau cái bữa ăn đó, hai ông cụ này mới qua bên cái phòng khách ngồi chơi. Thì để lại các bà cụ ngồi bên phòng ăn nói chuyện tiếp. Hai ông cụ mới nói chuyện với nhau. Ông cụ này nói ông kia: ông biết không, hôm trước á, tôi đi ăn cái nhà hàng, nó ngon lắm, giá nó cũng rẻ nữa. Cái thì ông này mới nói: ồ, vậy hả? Trời ơi, đã vậy? Vậy vậy hôm nào á, tôi phải đi thử cái nhà hàng đó, tên gì vậy? Thì cái ông cụ kia mới nhăn mặt để cố là lục lọi lại cái trí nhớ của mình. Cái ông này mới nói: tôi hỏi ông nè, cái hoa đó, cái hoa màu đỏ mà mình hay tặng cho ngày Valentine á, mà cái hoa có gai, tôi hoa đó hoa gì vậy? Cái ông này mới nói: thì ông nói hoa hồng hả? Ông này mới nói: đúng rồi hoa hồng. Cái ông này mới nói: cái nhà hàng đó là tên hoa hồng hả? Cái ông nói: không phải, ông đợi tôi một chút. Cái ông mới xây qua bên cái phía bàn ăn á, ông hỏi lớn: Hồng ơi, cái nhà hàng hôm bữa đó là tên gì vậy Hồng? Tưởng không quên tên nhà hàng, ai nhà vợ ổng còn quên tên thì làm sao nhớ. Cái này là cái tình trạng chung của những người lớn tuổi mà mau quên đó quý vị. Lòng cũng có những cái người nhà cũng hay quên vậy đó, ông bà ngoại lòng cũng hay vậy đó. Ông hết tới chừng nào ông quên tên tôi ông Lộc. Ông nhớ Hồng, nhưng mà cái gì mà bỏ trong cái đồ ăn mà bỏ trong cái gì? Hồng Loan. Tên đó là Hồng Loan. Người ta nói đó, giống như hồi xưa Loan nói là bà nội hay bà ngoại? Bà cố. Bà cố nói: sao quốc này đặt cho con tên kỳ á, tên tên Loan. Chứ ta không đặt tên nhiều đẹp, tên cái Loan. Ok, ngày hôm nay Loan kính gửi đến quý vị một số tin tức và một nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem những cái chương trình của Loan và Lộc, và rất mong quý vị luôn luôn ủng hộ cho Loan và Lộc nhiều hơn nữa. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.